ngày 3 tháng 10, thứ năm tuần 26 thường niên. Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi, này thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các ngươi, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi cũng xin phủ trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: nước Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo các con, ngày ấy thành Sodoma sẽ được sự khoan dung hơn thành này. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện, đón nhận và loan báo tin mừng. Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy. Các gia đình Công giáo là những người đã đón nhận tin mừng Chúa Giêsu được thông truyền bởi các tông đồ và bởi những người được các tông đồ sai đến. Ước gì mỗi người, mỗi nhà xem lại thái độ của mình đối với những người được sai đến. Thái độ của sói rừng là luôn răng bẫy, rình mò tìm cách cắn xé người được sai đến. Thái độ của luật sĩ kiêu căng là nghĩ mình có quyền thẩm định, đánh giá tư cách của người được sai đến có dính bén tiền bạc, dính bén mùi thế tục không. Thái độ của gia đình giàu có vật chất là sẵn sàng mua tiền tuổi mình, làm hỏng sứ vụ người được sai đến. Thái độ của người cầu an là trông chờ nhận lãnh những quà tặng vật chất lời người thi hành sứ vụ thiêng liêng. Tất cả những thái độ ấy đều không phải là thái độ của người đón nhận tin mừng, và có thể nói không xứng đáng lãnh nhận sự bình an của tin mừng. Ước gì các gia đình đón nhận tin mừng bình an được chứa đựng nơi những chiếc bình sành dễ vỡ, chân thành công tác và cầu nguyện luôn cho những người được Chúa sai đến. Hơn nữa, mỗi người, mỗi nhà đều phải nối tiếp sứ vụ được sai đi, phải thi hành lệnh truyền và giữ đúng điều căn dặn của Chúa Giêsu. Tất cả cho tin mừng đến tận cùng bờ cõi trái đất, cho mọi người được ân phúc, bình an và cứu rỗi. Tất cả cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện. Tuyệt đối không để lòng dính bén tiền bạc, phù vân, thế tục, vì các điều ấy sẽ làm cản trở, nếu không nói là làm phản tác dụng việc loan báo tin mừng. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI nói: người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy. Và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho các gia đình hân hoan đón nhận tin mừng và thực hành lời tin mừng đã đón nhận. Amen. Lạy Mẹ Maria, tháng mân côi lại về, khắp nơi đang rộn vàng lên lời kinh kính mừng mẹ đầy ơn phước. Ở Việt Nam chúng con, kinh kính mừng và chuỗi mân côi là sức mạnh bảo vệ đức tin của cha ông, là nơi nương cậy vững vàng của các thánh tử đạo, là lời kinh bình dân gần gũi của các tín hữu, là lời khấn nguyện bình an trong chiến tranh, trong đại dịch, và còn là lời khấn xin hạnh phúc của các gia đình. Lạy Mẹ Maria,
Xin cho các gia đình Việt Nam hôm nay luôn đọc kinh kính mừng, năng lần chuỗi mân côi, sốt sắng ca tụng tạ ơn mẹ, kính dâng lên mẹ mọi thành viên gia đình, với niềm tin rằng mẹ luôn ở đây với gia đình, với giáo xứ. Mẹ yêu thương khấn nguyện và chúc lành hạnh phúc, bình an. Amen. Dâng cho mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho mẹ người vợ hiền thủy chung, đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm chồng. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ đầy tuổi thơ thủy tinh, dâng đàn con dẫn sinh biết thành tâm vững lòng tôn kính. Con xin dâng cho mẹ đầy tuổi hoa tuyến trinh, biết mến yêu chân thành thuận hòa bài ca hòa bình.
con xin dâng cha mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu em đêm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ, nhà con ấm em bên người. Con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui sum vầy, tình yêu em đêm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi.